Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Kỳ 2 là 1. Và vòng này được mang tên Lòng Tin. Lúc mà mình đã ở chung với nhau trên danh nghĩa vợ chồng á, thì cái lòng tin của mình á, nó được nung nấu lên hay là nó giảm đi so với lúc mới yêu? Khánh ơi, hỏi con nhạy cảm nha. Không, đối với chương trình này chúng ta sẽ thành thật. Nhưng mà con này thì anh với vợ anh thì rất là thoải mái. Yes. Mà ví dụ như bình thường mọi người hỏi là em đồng ý cưới anh nha. Yeah. Đúng không? Nhưng câu mà anh hỏi vợ anh là em sẵn sàng chưa? Lúc đó tôi đang ngủ mọi người. Ủa, xin lỗi anh ơi, anh chọn cái giấc phát kỳ. À, anh gài người ta. Tại vì trước đó đêm hôm đó là mình nói chuyện khá nhiều, tức là rất là nhiều câu chuyện trước đó. Cũng chia sẻ với mọi người như thế để nói rằng là niềm tin thì gần như là nó có sẵn á. Cho nên hai vợ chồng rất là thoải mái, và nếu như trả lời cho câu của Khánh là nó đi lên hay là nó đi xuống thì anh sẽ để vợ anh trả lời. Mới nói vòng vòng anh ơi. Anh không gài nhưng chính thức cái hành động là gài anh ơi. Trời ơi. Rồi em mời chị nhà ha. Hôm bản thân của Ngân Anh thì là người chần chừ trước. Dạ. Yeah. Chần chừ vì mình còn rất là nhiều cái mục tiêu trong công việc mình sẽ muốn chinh phục. Cho nên anh mới hỏi là câu sẵn sàng chưa, theo nghĩa là tâm lý và thoải mái trong cái việc là ưu tiên cuộc sống hôn nhân trước, rồi từ từ cùng nhau xây dựng những cái mục tiêu sự nghiệp tiếp theo. Dạ vâng. Thật ra đến bây giờ thì Ngân Anh vẫn cảm thấy là nó duy trì được như vậy. Và anh là một người mà tạo cho Ngân Anh được cái sự an toàn. Mặc dù là cưới nhau cũng gần 2 năm, thật ra thời gian nó cũng ngắn thôi so với cặp vợ chồng khác. Nhưng mà lòng tin là cái mà hai vợ chồng vẫn duy trì được. Quá tuyệt vời. Câu trả lời đã đồng nghĩa với cái việc lòng tin của hai người 100% đó. Mọi người nhớ kỹ câu này nhé. Đi một vòng lớn, chốt hạ là rất là tuyệt đối. Rồi, ở cái vòng 1 thì tụi em có một cái game rất là thú vị dành cho mọi người. Đó chính là mỗi người sẽ có một cái bảng. Nó sẽ là một cái thời khóa biểu một ngày bình thường của anh và cả chị. Thì từng người sẽ cùng ghi những cái cột mốc thời gian. Ví dụ từ khoảng 6 giờ tới 8 giờ thì buổi sáng mình sẽ làm gì. Và sẽ chia đều cho 1, 2, 3, 4, 5 5 khung giờ trong ngày. Đó. Rồi sau đó anh sẽ đoán coi là thời khóa biểu một ngày của chị như thế nào, để coi là anh có hiểu chị nhiều hay không. Và ngược lại một lát chị cũng sẽ đoán anh. Dạ rồi, bây giờ em sẽ bàn giao cái bảng này lại cho chị. Em cũng bàn giao bảng lại cho anh. Ok. Rồi. Bắt đầu ha. Dạ bắt đầu. Khúc này bắt đầu mình bắt cận hai anh chị, không cần quay tụi em nha. Tụi em cho biên độ rơi của khoảng thời gian là trên lệch 30 phút nha. Ok. Dạ. Ê các bạn, mà nó thú vị không? Chứ bên đây thú vị lắm nè. Xong rồi. Cái này mới khó nha. Khó đó. Khó đó. Không, nhưng mà hai người mà đã đồng hành với nhau quá lâu rồi họ sẽ hiểu được. Ok. Ê, mình che cái này lại, mình bảo lưu cái này lại đúng rồi, không? Rồi, bây giờ mình bảo lưu. Ờ. Rồi. Ai sẽ là người muốn lộ diện đầu tiên ạ? Ok, chơi vợ chọn. Em để anh trước. Để anh trước đúng không? Rồi, sáng sớm của anh Phan Tony bắt đầu từ khung giờ bao nhiêu? Em mời chị. 5 giờ là ngủ dậy nè. Ngủ dậy, làm vệ sinh. Chị bị chi tiết á. Cái gì vậy? Rồi, lên sóng luôn. Chị ghi tên chương trình của anh luôn rồi kìa. Xong rồi anh sẽ... Cản chị đi. Em phải cản chị. Em còn để em cản chị. Rồi, ok. Bây giờ đầu tiên là chỉ ghi khung giờ từ 5 giờ tới 7 giờ, đúng hay sai? Xê xích tí xíu thôi, trong đây ảnh ghi là khung giờ từ 5 giờ tới 6 giờ 30. Ok, hợp lý, trên là 30 phút. Em đọc nha. Ngủ dậy, làm vệ sinh, lên sóng 60 giây. Ảnh ghi là thức dậy và đi làm hết. Đúng rồi đó. Thì đúng rồi đó. Thì đúng rồi. Chắc chắn phải làm vệ sinh mà. Tuyệt vời, bingo. Hên quá cái đầu đúng nha, cái này không đúng là vợ chồng xích mít á. Rồi vậy là chị được một điểm nha. Rồi tiếp theo, 8 giờ tới 12 giờ. Đi công tác, sản xuất bản tin phóng sự. Ok, tôi nghĩ là chắc cũng đúng đó. Trong đây ảnh ghi là họp giao ban với lại vào ca sản xuất. Ờ thì đúng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, rồi tiếp theo. Chắc là phải ăn trưa. Rồi. À ăn trưa rồi có nắp ngắn. Có ngủ trưa nữa hả? Có chứ. Rồi ok, dạ, quay cho ảnh coi nha. Ăn trưa có, ngủ ngắn thì ảnh thì nó có, nhưng mà trong đây ảnh không có ghi. Anh chỉ ghi 13 giờ là ăn trưa thôi. Anh chỉ ghi là làm tiếp thôi, còn ngủ là hên xui. Không, đối với anh ngủ không được tính là hoạt động nên anh không ghi vậy thôi. Đúng đúng, ok vậy đi, anh đậu vậy đi. Ừ. Ra cũng đúng. Cũng đúng. Ok, ăn trưa là đúng rồi. Ừ. Bây giờ còn cung còn 2 khung giờ nữa. 2 khung giờ nữa thôi. Làm tiếp buổi chiều nó cũng sẽ giống buổi sáng cho anh không ghi đâu. Rất thông minh. Nên chắc là giờ lên sóng buổi tối. Hay vậy trời. 20 giờ 30 là lên sóng hai bản tin luôn. Ồ. Lên sóng cả 60 giây với lại 20 giờ. Khánh ơi, chị nói đúng không? 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 lên sóng là đúng. Ok. Giờ đó là giờ ưu tiên lên sóng. Còn 60 giây thì sẽ là ngày có ngày không, còn 20 giờ là bắt buộc phải có. Ờ. Nhưng mà sorry, nửa điểm thôi à. Trong đây anh viết một cái nội dung rất là dễ thương. Đúng rồi. Sau khi lên sóng là người ta làm cái gì? Nếu mà không viết cái này là thiệt á, anh buồn chết. Đúng đúng. Anh rất buồn. Gọi điện về cho Tino. Đúng không? Không vui. Sau khi hả? Đúng không em? Nếu mà mình ghi vậy thì mình sẽ không vui đúng không? Khánh ơi, Khánh ơi, em hiểu anh. Khánh ơi cho cái hiên đi Khánh ơi. Mình ghi chủ thể rất là rõ ràng. Anh ghi là chạy về nhà với Tino. Ủa?
Thế hả? Chị coi chừng càng nói càng lỡ lời, chị xin nghĩ giùm em đi. Chốt là Tino hay vợ? Giờ đó Tino ngủ rồi chứ gọi về cho vợ. Đúng rồi. Đúng là anh đi gọi về cho vợ. Anh gọi cho vợ nhưng mà anh nói là con đâu rồi em. Chị mới nhầm lẫn là gọi cho con thôi. Không có gì hết á. Thông cảm cho chị đi. Nhưng mà cho em hỏi cái là đa số luôn là vậy anh? À đúng rồi. Vừa xong rồi xong là anh gọi. Xong là gọi anh. Đúng rồi. Cuộc gọi kéo dài bao lâu? Tới khi nào đi ngủ thì thôi. À là sẽ gọi điện cho vợ thường đến khi chị ngủ thì thôi. Trời nghe thương nhờ. Nhưng mà mình có cực cấm sạc dự phòng không anh? Sạc dự phòng liên quan gì mà cái hạnh phúc vợ chồng người ta? Không mà tôi lo thôi, tắt máy dưới chừng cái chị đi nghỉ rồi sao tôi lo bạn ơi. Nhờ Khánh nói cái đó thì anh sẽ nói ha, tức là quan điểm của vợ chồng anh là từ khi yêu nhau rồi là anh luôn luôn nhắn tin kiểu như cập nhật thông tin á. À, tức là ví dụ như mấy giờ vợ xong hay là ăn trưa chưa, anh chạy qua ăn một chút rồi được không? Kiểu vậy á. Nếu mà sau hôn nhân mà mọi người làm được cái việc như vậy thật sự là quá tuyệt vời luôn á, rất là ngọt ngào luôn á. À, không thì anh làm như thói quen, trước khi mà anh yêu anh thì anh gọi ba mẹ anh. Anh luôn ưu tiên thời gian rảnh để FaceTime với người thân. Thói quen này tuyệt vời quá. Mặc dù công việc của anh là công việc sẽ luôn có sự quan sát và quan tâm của đám đông, nhưng anh thì lại thích cái yên tĩnh hơn. Và anh thích những người trong cái phạm vi gia đình của anh hơn. Rồi đang nói khéo tụi mình ồn quá hiểu không? Nói tụi mình ồn, anh nói tụi mình ồn, anh có khéo léo. Ừ. Những người học cao hiểu rộng người ta nói một nhưng mà phải nghĩ 10 đi. Giờ thôi nói nhỏ nhỏ nè, đi cho cái khung giờ tiếp theo đi chị ơi. Dao động 0:30 tới 1:00 sáng. 1:00 sáng ngủ. Mình đó, 1:00 sáng. 1:00 sáng ngủ con chữ 1 luôn nè. Đúng rồi, cũng có con chữ 1 à. Ờ. Thôi tới hết ngày rồi. Đã qua một ngày mới rồi, coi như là chị đã hoàn thành luôn rồi. Yeah. Và bây giờ chúng ta tới phần tính điểm của chị nha. Cái này đúng. Cái này thấy cũng đúng. Cái này đúng luôn. Cái này đúng luôn. Cái này là tiếp tục đúng. 1, 2, 3, 4, 5. Ok wow, nãy giờ chị hoàn thành mà không có một lời nhắc nhở nào của chồng ấy. Ghi chủ thể rất là rõ ràng. Anh nghĩ là chạy về nhà với Tino. Chốt là Tino hay vợ. Không có một lời nhắc nhở nào của chồng ấy. Chồng tuyệt vời. Hay quá, không có nhắc nhở. Mấy cái đoạn mà chồng nhắc nhở á, mấy cái đoạn chồng nhắc nhở là về chương trình cắt hết. Hiểu không? Để sẽ biết chị là một người vợ hiểu chồng, không cần phải hỏi. Ok chị cứ yên tâm không sao hết, với chuyện đó tụi em giải quyết được. Rồi bây giờ tới anh mới mệt nè. Bản của chị Lê Âu Ngân Anh. Điều đầu tiên trong ngày của vợ anh là hút sữa. À chị đã hiểu hả? Hay chị coi. Đã hiểu cũng là cảnh báo. Cũng có thể cái chủng kê cũng có thể là xấu cái là cái đó cái thứ hai. Cũng phải tính cái thức dậy trước. Em nhắc lại chị rất chi tiết. Từ lúc đôi mi chị hé ra là chị đã ghi rồi. À ok ok. 6:30 cho đến 7:00 là vợ anh thức dậy vệ sinh nhưng mà chưa ăn sáng. Đó khung đầu tiên. Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh cho thêm một động từ sau khi làm vệ sinh cá nhân, chị sẽ làm gì ạ? Thăm Tino, thăm em bé. Tuyệt vời. Anh lại cộng một điểm. Ngay sau đó thì đúng tính cách của vợ anh thì vợ anh sẽ ngủ lại. Ngủ lại. Ngủ lại từ lúc mấy giờ? Thì vợ anh sẽ cho phép vợ anh ngủ lại từ lúc 7:30 và thức dậy vào lúc 9:00. Wow, tuyệt vời. Đúng, ngủ lại. Đúng rồi. 7:30 tới 8:30 trên lệch 30 phút. 8:30 là giờ anh lịch sự thôi. Còn về lý thuyết thì có những ngày 9:00 hoặc hơn. Lâu lâu thì cũng có ngày 11:00 nhưng mà anh sẽ không nói ở đây đâu. Anh tinh tế thật sự. Một người đàn ông tinh tế. Tiếp theo đi ạ. 9:30 giờ anh sẽ hút sữa và giờ anh sẽ thường hút sữa và ăn sáng cùng lúc. Cho một tiếng đi, tới 10:30. Chị confirm. Chính xác. Đúng. 9:00 tới 10:00 hút sữa trên lệch 30 phút. Sau đó buổi trưa thì vợ anh sẽ chơi với em bé gọi là săn sóc cho con á. Gần đúng. Nếu như mà vợ anh chi tiết vậy chắc là 10:30 đến khoảng 12:00 trưa đi, vợ anh sẽ làm việc đó là chăm sóc Tino. Chỉ chi tiết thôi chứ anh nói đúng. Chỉ ghi là ăn trưa phụ làm đồ ăn dặm cho Tino. À đó đó. Nhiều việc lắm. Yeah. Nhiều việc lắm. Và nhưng mà khung giờ là 11:00 đến 12:00 là chính xác luôn á. Anh ghi 10:30. Dạ thì đó chính là có 30 phút thôi, chính xác. Ok. Rồi, khung giờ thứ 5. 13:00 cho đến khoảng chắc là 17:00 thì chắc giờ này là dành cho Hoa Sen. Oh. Làm việc và gặp gỡ sinh viên nữa. Trong đây chị ghi là làm việc và đi họp từ 13:00 là chính xác luôn. Đúng rồi. Nhưng mà chị đi làm tới 16:00 nhưng mà tại vì thật ra cái công việc này á nó cái thời gian nó chênh lệch nó là cái chuyện hiển nhiên. Là anh bị lố mất 30 phút đúng không? Em cho phép. Cảm ơn em. Vâng. Tại vì thật ra là cái làm việc mà mình đâu thể nào nói được. Đi làm việc chính xác. Dạ, yeah, rồi. Đúng hả? Dạ đúng. Trời sao đúng liên tục vậy ta? Hay hơn. Tuyệt vời. Hay quá. Không một sự hỗ trợ nào. Anh đúng hết được. Chưa. Thích quá. Tuyệt vời. Mẹ nói gia đình anh chị sống kiểu nhân văn mà kiểu nó hay, nó khoa học quá. Vợ chồng anh chị cho em một cái niềm tin vào cái hôn nhân nó lành mạnh á. Thực sự mà nói là không thể nào mà em bước vào hôn nhân và em không có tranh cãi đâu. Mà người ta nói đúng, những cái gì đó nó thuộc về gọi là xung đột một tí xíu á, nó là gia vị. Còn anh với Ngân Anh á thì tập trung vào main ingredient, tức là nguyên liệu chính á. Còn gia vị vẫn có nha. Bữa mới cãi dữ lắm á. Tôi không tin, tôi muốn tới ngay vòng 2 liền Khánh à. Ok, thì là hai anh chị thắng quá rõ ràng rồi, vòng này hai anh chị hòa. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy tinh thần để bước vào vòng 2 của chương trình mang tên là kỷ niệm. Xin mời.
Thank you.